Từ đầu năm 2024 đến nay, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, trung bình mỗi ngày có khoảng 600 lượt phương tiện làm thủ tục thông quan hàng hóa qua lại cửa khẩu. Hai tháng đầu năm có hơn 416.000 tấn hàng hóa được thông quan. Tổng giá trị hàng hóa quá cảnh đạt 934 triệu đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách hai tháng đầu năm đạt trên 62 tỷ đồng, tăng hơn 74,5% so với cùng kỳ năm trước. Tháng đầu năm 2024, công ty nhập khẩu tăng so với mọi năm, hải quan và các cơ quan bán nhân tài ở khẩu được tạo điều rất thuận lợi và thông quan hàng hóa nhanh chóng, kiếm được thời gian và chi phí. Những hàng hóa quá cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo những tháng đầu năm chủ yếu là các mặt hàng truyền thống như đường, nước giải khát, thạch cao, cao su, tinh bột sắn, gỗ. Để giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa một cách nhanh chóng kịp thời, hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã bố trí lực lượng phân luồng cho các phương tiện một cách hợp lý, giải quyết thủ tục một cách nhanh chóng, tránh ùn tắc tại khu vực cửa khẩu. Những doanh nghiệp có những vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục thông quan, nộp thuế điện tử đã được hải quan cửa khẩu Lao Bảo phối hợp giải quyết, rút ngắn thời gian thông quan. Chúng tôi cũng tăng cường các biện pháp thu hút kim ngạch xuất nhập khẩu, thì trong đó là tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động xuất nhập khẩu qua lại cửa khẩu. Trong đó là tập trung vào một số cái giải pháp. Thứ nhất đó là chúng tôi tăng cường cái công tác áp dụng công tác quản lý rủi ro trong cái hoạt động nghiệp vụ hải quan, tăng cường công tác thu thập thông tin, lập các hồ sơ rủi ro, hồ sơ kiểm soát hải quan để kiểm soát trọng điểm hàng hóa những phương tiện qua lại cửa khẩu. Năm 2024, hải quan cửa khẩu Lao Bảo đặt mục tiêu thu ngân sách 365 tỷ đồng. Với những tín hiệu vui từ đầu năm, dự báo thời gian tới, lượng phương tiện hàng hóa thông quan qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục tăng mạnh. Hải quan cửa khẩu Lao Bảo sẽ tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp thông quan hàng hóa để góp phần đạt chỉ tiêu nguồn thu ngân sách đã đề ra.